kính chào quý vị và các bạn đang quay trở lại với chương trình tin tức trên kênh YouTube Báo Lao Động. Thưa quý vị, mới đây dư luận cả nước, đặc biệt là những cổ động viên yêu thích môn thể thao vua, dành tình cảm cho những câu lạc bộ trong nước, có lẽ đều không khỏi bàng hoàng trước thông tin một vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi mạng sống của ba thành viên câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Đáng nói, nhiều người không khỏi tiếc thương khi biết rằng một trong ba nạn nhân xấu số, số là tiền đạo Paulo Madeira Oliver, một cầu thủ gốc Brazil, anh đã không may gặp nạn khi đang trên đường trở về Pleiku để đoàn tụ với gia đình. Theo đó, dạng sáng 13 tháng 8, thi thể tiền đạo Paulo Madeira Oliveira đã được đưa về nhà tang lễ Bệnh viện Đạo Y Dược Hoàng Anh Gia Lai, đường Lê Duẩn, thành phố Pleiku. Theo tin từ lãnh đạo câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, lúc xảy ra tai nạn, vợ của tiền đạo này đang ở thành phố Pleiku. Vợ của Paulo khóc ngất bên thi thể người chồng 27 tuổi. Ngay khi nhận tin dữ, vợ của tiền đạo Paulo đã có mặt tại bệnh viện. Nỗi đau với gia đình của tiền đạo này không gì có thể bù đắp được. Mẹ của anh hiện ở bù đầu nhà, đang làm thủ tục sang Việt Nam với mong muốn đưa thi thể con trai mình về nước an táng. Một thành viên của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai nghẹn ngào. Gia đình của Paulo đang ở thành phố Pleiku để đợi cậu ấy về sau trận đấu với sông Lam Nghệ An. Họ có thể trở về Brazil hoặc có một kỳ nghỉ, nhưng điều ấy đã không xảy ra được biết, nhà môi giới cầu thủ Nguyễn Minh Châu đã báo tin buồn cho gia đình Paulo Oliveira, đồng thời hỗ trợ làm thị thực để mẹ tiền đạo này bay gấp sang Việt Nam. Từ bồ đầu nhà, khi biết tin về vụ tai nạn thảm khốc, Sporting Club Parents, đội bóng cũ của Paulo Oliveira đã gửi lời chia buồn tới gia đình tiền đạo này. Trên trang Facebook đội bóng, Sporting Club Parents viết, với sự quan tâm và tiếc nuối lớn khi câu lạc bộ Parents thông báo tin về sự ra đi của cầu thủ Paulo Badera, gửi đến gia đình và bạn bè tang quyến chúng tôi xin chia buồn sâu sắc nhất một đội bóng cũ khác mà paulo từng khoác áo là câu lạc bộ quaterns football của bồ đào nha cũng gửi lời chia buồn tới gia đình anh đội bóng xin gửi lời chia buồn tới gia đình và bạn bè cầu thủ paulo oliveira người từng thi đấu cho quaterns trong mùa giải 2014-2015 nụ cười của bạn khi thi đấu sẽ mãi lưu lại trong ký ức của chúng tôi nỗi đau ập đến với hoàng anh gia lai là không gì bù đắp được ngay sau khi biết tin, chủ tịch câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, ông Đoàn Nguyên Đức không khỏi bàng hoàng. Theo chia sẻ từ trưởng đoàn câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, ông Nguyễn Tấn Anh, bầu Đức đã có chỉ đạo yêu cầu câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai chủ động hỗ trợ, lo hậu sự tốt nhất cho các thành viên không may gặp tai nạn. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ phối hợp với gia đình của các nạn nhân để lo lắng chu đáo nhất có thể. Cùng với đó, chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn gửi thư chia buồn từ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Ông Trần Quốc Tuấn bày tỏ trong thư Thay mặt ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các thành viên tử nạn trong vụ tai nạn giao thông và câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Đây là mất mát lớn của bóng đá Việt Nam và câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Liên đoàn bóng đá Việt Nam kêu gọi toàn thể các huấn luyện viên, cầu thủ bóng đá Việt Nam và các đội bóng tham gia giải bóng đá vô địch quốc gia 2023 hướng về gia đình các nạn nhân, sát cánh với họ trong thời điểm khó khăn này và cùng chia sẻ, hỗ trợ hai luôn ghi nhớ những ký ức và những ấn tượng tốt đẹp nhất về huấn luyện viên Dương Minh Ninh, bác sĩ Đào Trọng Chí và cầu thủ Madeira Oliveira Paulo và tiếp tục xây dựng câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai phát triển. Nhiều học trò cũ của huấn luyện viên Dương Minh Ninh như tiền vệ Amit, Triệu Việt Hưng, Lê Phạm Thành Long đều bày tỏ nỗi buồn trước cú sốc lớn. Trong những ngày tới, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ tiến hành nhiều hoạt động tưởng nhớ các thành viên gặp nạn. Được biết, thi thể của trợ lý huấn luyện viên Dương Minh Ninh đã được gia đình đưa về nhà, đường Trần Phú, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku. Dự kiến ngày 16 tháng 8, hỏa táng tại Đắk Lắk. Thi thể của bác sĩ Đào Trọng Trí đã được đưa về gia đình tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, sau đó dự kiến an táng vào chiều ngày 14 tháng 8. Với tiền đạo Paulo, do là người nước ngoài nên Hoàng Anh Gia Lai sẽ phải chờ hoàn tất các thủ tục theo quy định và hỗ trợ vợ đưa cầu thủ này về quê nhà chú đáo. Trước đó vào khoảng 14 giờ 40 phút ngày 12 tháng 8 tại quốc lộ 14 qua huyện Chư Pư, gia lai đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô biển kiểm soát 81H-02760 của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đại thắng do đinh tiến bình sinh năm 1987 điều khiển lưu thông từ đắk lắc đi gia lai. Khi đến địa điểm trên va chạm với ô tô con bị kiểm soát 81A00470 do Nguyễn Tú Sinh, sinh năm 1966, chú thành phố Pleiku điều khiển, chở theo 3 người thuộc câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, gồm Dương Minh Ninh, sinh năm 1975, chú thành phố Pleiku, Paulo Matera Oliveira, sinh năm 1996, Đào Trọng Trí, sinh năm 1992, Chiếc ô tô này bị kẹp vào ô tô tải, biển kiểm soát 47C-26306 do Nguyễn Tấn Sôn, sinh năm 1984, chú huyện Cronbuk, Đắk Lắc điều khiển. Vụ tai nạn làm trợ lý huấn luyện viên Dương Minh Ninh, tiền đạo Paulo Madeira Oliveira và bác sĩ Đào Trọng chí tử vong. Tài xế Nguyễn Tu Sinh bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu. <laughs> Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 thành viên đội bóng Hoàng Anh Gia Lai tử vong, dù nhiều giờ trôi qua, nhưng nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường vẫn chưa hết bàng hoàng. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, ông Trần Viết Viên, 59 tuổi, chú xã Ea Hờ Rú, huyện Chư Pư, Gia Lai, đang ở trong nhà, bỗng nghe hàng xóm hô hoán. Chạy ra xem, ông Viên sửng sốt trước hiện trường vụ tai nạn, khi ô tô con bị kẹp bẹp dí giữa hai ô tô tải cỡ lớn. Ông Viên bàng hoàng kể lại, tôi chạy tới gần để hỗ trợ cứu người, mới biết ô tô con này trở thành viên của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, kính xe vỡ nát, sỏi đá vương vãi khắp đường, những người mắc kẹt trong ô tô đều tử vong, riêng tài xế liên tục kêu cứu. Còn hai tài xế xe tải đều hoảng loạn, ngồi bất động trong buồng lái. Thấy hai tài xế xe tải chết bàng hoàng sau vụ tai nạn kinh hoàng, ông Viên mở cửa, cõng từng người xuống. Ông nói, ô tô con bị kẹp bẹp dí nên rất khó gỡ người ra. Mọi người nhanh chóng tìm hai chiếc máy cày, kéo hai cửa ô tô con ra mới đưa được tài xế và ba thi thể trên xe ra ngoài. Một tiếng sau mới đưa được họ ra. Anh Trần Minh Tuấn, chú xã Hờ Rú, huyện Trư Pư Gia Lai, nhân chứng của vụ tai nạn cho rằng, chiếc xe tải đang xin vượt bỗng gặp chướng ngại vật hướng ngược chiều, lái xe tải lách vào làn đường rồi đâm vào đuôi xe con đi phía trước, một chiếc xe tải khác đi ngược chiều tiếp tục ép xe con. Cũng có mặt tại hiện trường xảy ra tai nạn, ông Đặng Bảo Vương 45 tuổi ở thôn Tao Cho, xã Ia Hờ Rú, huyện Chư Pư vẫn chưa hết bàng hoàng. Ông Vương kể lại Lúc đó tôi ở hiện trường chừng 400 mét, nghe tiếng va chạm nổ lớn. Khi cùng hàng xóm xung quanh chạy ra xem thì thấy chiếc xe con bẹp rúm, ba người không còn dấu hiệu sống sót. Riêng tài xế sinh thì mắc kẹt trong cabin, cơ thể nhiều vết thương, hoảng loạn, đau đớn. Ông Vương cùng người dân dùng xà beng cậy cửa để đưa người bị nạn thoát ra ngoài, nhưng cửa xe bằng sắt bẹp rúm không cậy được. Người dân phải dùng hai chiếc máy cày móc dây vào xe, mọi người cùng nhau hợp sức kéo xe thoát khỏi gầm xe tải, đưa tài xế sinh thoát ra ngoài được. Tại Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Gia Lai, tài xế Nguyễn Tú Sinh, sinh năm 1966, hiện đang được điều trị trong tình trạng bị nhiều chấn thương, tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Bên cạnh giường bệnh, người nhà tài xế đau xót, hoảng hốt trước vụ tai nạn kinh hoàng. Theo tài xế Dinh, khi xe ô tô chạy bình thường trên quốc lộ thì bất ngờ có lực đẩy mạnh phía sau đuôi xe dồn tới. Sự việc diễn ra trong vòng 5 giây, sau đó xe ô tô con đã nằm bẹp rúm dưới hai gầm xe ô tô tải đối đầu nhau. Ông Dinh chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy xe bị biến dạng, kính vỡ nát, toàn thân đau nhức do gãy xương. Kiểm tra bước đầu cho thấy, cả ba lái xe đều không có nồng độ cồn. Riêng tài xế ô tô con đang được tiến hành xét nghiệm ma túy. Sau khi nắm được thông tin về vụ việc, Phó Chủ tịch Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã phân công đồng chí Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban Tổ chức đoàn công tác đến hiện trường để phối hợp với lãnh đạo địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân. Và qua đây chúng tôi cũng xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân. Những thông tin mới nhất về vụ việc chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các video tiếp theo đến đây thời lượng video đã hết xin cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại